deadlift thanh đòn, Romanian deadlift tập mông hiệu quả hay là squat tập mông hiệu quả. Nhưng mà nếu mà bạn tập ở nhà bạn không có cái thanh đòn 20kg này và bạn cũng không thể tập được squat chuẩn thì giải pháp làm sao? Thật sự là với chị em phụ nữ cái thanh đòn 20kg này để mà tập ở nhà qua lại nó đụng trụ bếp, nó đụng bếp bể đồ bể đạc, nó rất là bất tiện luôn. Thật sự đây không phải là một cái giải pháp để mà bạn có thể tập mông ở nhà. Đây, tại Đài Long Fitness chúng tôi có cái flat này để các bạn tập mông ở nhà đơn giản và hiệu quả. Em đừng có lăn cái này. Đầu tiên để mà vào mông đó, các bạn thấy không, các bạn lăn cái thanh đòn nó nặng 20kg để ở nhà lăn qua lăn lại nó không hề đơn giản và phù hợp với chị em phụ nữ đặc biệt là ở độ tuổi được 30 trở lên. Nếu mà muốn tập mông tiện lợi ở nhà, rồi mở rộng hai chân, quấn cái dây này lại gần một xíu cho nó căng ở phần dưới này, và chúng ta sẽ tác động vào cái cơ mông bằng việc là các bạn sẽ quăng nó lên theo cái phương thẳng này đó. Ở cái góc độ này bạn cảm nhận cái mông căng, cái phần mông giờ là nhúng vừa thôi, bạn đừng có nhúng sâu xuống gì, nó sẽ lực nó tác động cái phần vô cái phần đùi nè đó, cứ nhúng xuống sâu gì nó phần vô đùi nè, thấy rõ cái phần đùi không? Nên để góc độ này nè, cao cao một chút, lấy đà quăng xiết giữ lại, quăng giữ lại, quăng giữ lại, quăng giữ lại. Rồi tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn một cái bài tập số 2 là hãy cột cái dây này vô cái chân bàn, đừng có cột vô chân ghế nó yếu lắm, cột vô chân bàn, chân tủ, chân giường. Cái này nhà ai cũng có cái chân này ha. Rồi để cái chân vô đây, trụ khuỷu tay lên sàn nhà, co cái tay lại một chút, rồi bắt đầu dùng cái góc chân của cái chân trụ bám xuống sàn nhà đạp, kết hợp với cái chân này kéo lên, mông không chạm đất, hít một hơi sâu, nâng lên, khóa thẳng là, hít một hơi sâu, hơi co cái người lại một chút, nâng lên, khóa. Rồi những cái bài tập này luôn luôn có trong chương trình tập online dành riêng cho học viên Rai Long Fitness nằm trong cái app. Tôi sẽ làm một cái app rất là tiện lợi để mà bạn bỏ túi, mỗi ngày bạn mở lên cái lịch tập để bạn tập theo. Và một cái góc độ của bài tập khác với bài tập này, nó rất là tiện lợi khi cho bạn gập xuống góc độ này, giật lên, khóa mông lại, nè, quay ngang. Bạn sẽ không phải là bạn xuống sâu như vậy, bạn xuống sâu như vậy nó vô cái phần đùi. Cũng không phải là bạn xuống, bạn kéo quá căng như vậy, và bạn lên từ từ, nó vô cái phần đùi sau khá nhiều. Và tôi biết là bạn sẽ không thích, bạn thích vô mông thôi đúng không? Giữ góc độ nè. Good morning. Hip hinge and lunge. This exercise combines two exercises that focus on strengthening the gluteus maximus. The first part of the good morning or hip hinge. Cái cách này dùng đùi sau để tập nè. Cái cách này dùng cơ đùi trước, cơ đứng đầu đùi để tập nè. Khác nhau nha, không bị nha. Rồi, tất cả những hướng dẫn này kèm cái dinh dưỡng và một cái lịch tập được thiết kế rõ ràng và chi tiết cho bạn. Dĩ nhiên, lưu ý một điều, ở mỗi cái độ tuổi khác nhau, mỗi cái vóc dáng khác nhau, cân nặng, chiều cao, lượng mỡ và chế độ ăn uống bình thường khác nhau, tôi sẽ thiết kế cho bạn một cái chương trình được cá nhân hóa riêng phù hợp với cái sức tập của bạn, để từ từ bạn làm quen dần với cái bài tập, với cái chương trình để bạn tập luyện tại nhà đơn giản và hiệu quả với những cái dụng cụ nó phù hợp để tập luyện tại nhà của bạn. Rồi, xin chào hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rai Long Fitness.